Xin chào anh em. Hôm nay mình quay cái clip này để chia sẻ về cái cách mình nuôi sâu mealworm, có nghĩa là sâu sữa, có người còn gọi là sâu sâu trung, sâu lười. Sâu lười có nghĩa là mấy con sâu này nó ít cử động lắm anh em, nghĩa là nó ít bò lắm. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách mình nuôi như sau. Thì đầu tiên thì anh em cũng ra cái tiệm chim cá cảnh á, anh em mua khoảng vài chục ngàn cái tiền tiền sâu, con sâu này. Rồi anh em bỏ vào cái khay như thế này nè, ở dưới thì anh em có bỏ một cái lớp cám, cám gà con cũng được, hay là cám cám gạo, cám bắp, hay là cám mì cũng được. Anh em để một lớp để cho nó ăn. Rồi anh em có thể là bỏ thêm rau củ quả, bí đao, rồi dưa leo, rồi trái bầu, trái bí, vân vân, thì nó ăn hết. Thì thường ở ngoài tiệm chim á, thì người ta khoảng 55 đến 60 ngày là người ta sẽ xuất bán. Cho nên anh em mua về thì để như thế này, khoảng vài ngày sau á, khoảng chừng 5-7 ngày ăn từng lễ trở lại là anh em thấy nó quá ra các cái giọng màu trắng như thế này, các cái nhộng. Rồi anh em lụm mấy cái nhộng này nè, lựa lấy mấy cái nhộng này anh em bỏ ra một cái thau riêng. Rồi khoảng từ 6 ngày 7 ngày gì đó, khoảng từng lễ là con nhộng này nó quá ra cái con bọ, nó sẽ chuyển thành cái con bọ mà đầu tiên thì cũng bọ màu trắng. Sau đó là khoảng 1-2 ngày gì đó là nó chuyển thành bọ màu nâu và sẽ chuyển thành một con bọ màu đen. Thì con bọ màu đen này anh em cũng trải một cái lớp cám như vừa rồi mình nói á. Lớp cám có thể là cám mì, cám bắp, cám gạo. Anh em ra về tiệm bán thức ăn cho gia súc gia cầm á, anh em mua, hoặc là anh em có thể là lót một cái lớp mùng cưa, cái mùng cưa anh em cũng được, hay là cái sơ dừa cũng được. Sơ dừa anh em sàng ra, anh lấy cái mùng á, mùng sơ dừa, lấy cái nhuyễn của sơ dừa á, anh em trải lớp khoảng chừng một dưới lóng tay trở lại là cái con bọ đen này nó sẽ giao phối với nhau và nó đẻ. Anh em mua một lần khoảng chừng vài chục ngàn thôi, mua nhiều thì 50-70 ngàn, anh em về để là tự động nó quá thôi chứ không có ép gì hết. Riêng cái con sâu này là anh em không khỏi ép, không có ép như con sâu đại, con sâu rồng, con sâu superworm, mà sâu này anh em tự là nó chuyển hóa thành cái con bọ ha. Từ khoảng 55 đến 60 ngày, trên 60 ngày gì đó là nó tự động nó chuyển hóa thành cái con nhộng, và sau đó nó chuyển hóa thành cái con bọ. Cái con bọ này nó sẽ đẻ trứng ha, bọ này sẽ đẻ trứng. Anh em nuôi chim gà cá cảnh đó, ở đây mình lựa ra nè, bây giờ nó nở ra nào là bọ trắng, bọ vàng, bọ đen đó. Ở số nhộng thì anh em cứ để như vậy đi, tự động nó khoảng 5-7 ngày thì nó con nhộng chuyển thành cái con bò đó, và anh em để cho nó đẻ anh em cho chim gà cá cảnh ăn. Cái mùa dịch này thì thường là mấy tiệm chim á, người ta cũng đóng cửa nha anh em, nghĩa đi mua được cái con sâu mua thức ăn cho chim cũng rất là dễ trả. Anh em nên nuôi như thế này nè, nuôi như thế này nó đẻ chim gà cá cảnh ăn không hết. Vừa rồi cái clip thì mình cũng chia sẻ cái cách mà mình nuôi con sâu rồng á, sâu superworm, sâu đại đó, nó đẻ. Thì anh em nào chưa xem anh em xem ha, mình cũng chia sẻ cách nuôi, nó cũng rất là dễ nuôi. Nói chung các loại sâu này rất là dễ nuôi. Anh em mà nuôi chim gà cá cảnh nhiều á thì anh em chỉ cần nuôi một lần như thế này
Rồi anh em cứ nhân giống lên, rồi anh em khoảng chừng vài thao là anh em cứ cho chim gà ra cảnh ăn không hết, khỏi cần đi mua lắc nhắc ăn nè ha. Giờ cái thức ăn với cái con bọ này thì cũng như con sâu thôi, anh em có thể là để cám để cám gà con hoặc là cám cám nhuyễn á, cám cám gạo, cám bắp, cám mì rồi đó, anh em để vô đó. Và anh em thường xuyên để rau củ quả cho nó ăn, cho nó hút nước. Riêng đối với các con bọ này thì anh em phải cho nó hút nước ha, cho nó ăn nó hút nước. Những ngày đầu thì nó hút nước, sau đó giao phối đẻ. Như mình là mình để trái cam, trái quýt vô nó cũng hút nước này. Rồi trái bí đao, rồi củ sắn, củ su su, trái mận, đu đủ, rồi dưa hấu. Nói chung là anh em để vô cái chất nước là nó ăn, nó hút nước. Nó hút nước là nó sẽ sâu thì nó cũng ăn các cái loại đó. Và cái con bọ thì cũng ăn các cái loại đó. Nhưng mà anh em chú ý là rau củ quả anh em phải nếu mà mua ở ngoài chợ giờ anh em phải rửa cho sạch sẽ ha. Đặc biệt là dưa leo, bầu bí rồi anh em phải rửa sạch sẽ. Mà tốt nhất là anh em tự trồng cho nó ăn thì không có xịt thuốc hiệu quả hơn. Cái không khéo là người ta bán mới xịt thuốc, anh em để vô nó ăn nó chết hết nha. Công tình mình nuôi mà để cho nó chết hết thì rất là lãng phí. Thì chia sẻ anh em cách nuôi như vậy, mình thấy cái loại sâu này nó còn dễ nuôi hơn cái loại sâu super wow và sâu mini, sâu nhỏ nhất ấy. Sâu mini mình cũng nuôi thử nhưng mà cái hiệu quả ép ra cái con giống thì nó rất là thấp. Mình cũng học hỏi các anh em trên mạng rồi nhưng mà ép cái sâu nhỏ đó, sâu mini ấy, nó thấy mua về mình cũng làm theo hướng dẫn nhưng mà thấy nó chết hơi nhiều. Còn cái con sâu này là tới ngày anh em mua về cứ để trong cái khay như thế này, tới ngày là tự động nó quá thành cái con nhộng như thế này thôi. Anh em lựa con nhộng bỏ ra qua bên này nè, rồi bắt đầu khoảng 5-7 ngày sau, khoảng là 6-7 ngày, 7 ngày từng lễ là nó tự động nó quá thành cái con nhộng á anh em ha. Quá thành cái con nhộng là sao nó đẻ thì anh em đầu tiên thì để trong cái khay, nó đẻ đợt đầu thì anh em có thể để 7-8 ngày, 9-10 ngày cũng được. Như cái đợt thứ hai thì anh em có thể để 4-5 ngày gì đó, tùy theo cái số lượng nhiều hay ít đó, anh em cho nó để khoảng từng 7 bữa, 7 ngày 8 ngày sau là nó sẽ nở ra sâu con. Nở ra sâu con thì khoảng ngày thứ 8 thứ 9 anh em thấy nở ra sâu con thì anh em lại bỏ các cái loại rau củ quả vô cho cái con sâu con nó ăn nha anh em nha. Nó ăn thì nó lớn khoảng chừng một tháng sau, hơn một tháng là anh em cho chim gà cá cảnh ăn. Nếu anh em muốn làm giống mấy con sâu này thì anh em để khoảng từ 55 đến 60 ngày. 55 đến 60 ngày thì nó tiếp tục nó lại quá thành cái con nhộng và trở thành cái con bọ như thế này và anh tiếp tục nó đẻ. Dòng đời của con sâu này là khoảng từ 60 ngày thôi. 55-60 ngày thì tới độ tuổi đó thì nó tự nó quá nhộng và quá bọ như thế này. Mình thấy rất là dễ nuôi. Đó, mình mua vừa rồi mình mua có những 50 ngàn thôi mà bây giờ về để rất là nhiều. Đó, mình cứ để trong cái khay vậy cho nó đẻ. Rồi chúc anh em nuôi chim cá cảnh ha, luôn luôn là phát triển ha. Chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe ha, hạnh phúc và thành đạt. Đặc biệt trong mùa Covid này anh em nhớ giữ gìn sức khỏe, chấp hành chỉ thị 16 ha của Thủ tướng Chính phủ, làm sao cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc ha. Rồi xin chào anh em nha.